Hello, xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 11 giờ 45 sáng thứ năm. Hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2023. Mới vừa hết ca làm buổi sáng, đang chuẩn bị từ ở bên quận Cambridge lái xe đi về nhà. Khoảng chừng 20 phút tiện ở đây để cái máy quay cảnh, vừa lái xe quay cảnh giải trí đến các bạn. Mới vừa thả một cái người khách ở ngay cái cửa hàng bán đồ điện tử máy vi tính, nó tên là Michael Center. Michael Center, bên cạnh Michael Center nó có một cái chợ thực phẩm tên là Trader Joe's. Trader Joe's. Mấy cái người sống ở Boston mà người ta muốn cần đồ điện tử về vi tính, cạc đồ họa, đồ phụ tùng rồi đó, thiết bị đồ đó về cho về máy vi tính đó, là người ta tới ngay cái cửa hàng nó tên là Michael Center. Michael Center là nó chuyên về vi tính nha các bạn, chuyên về vi tính. Còn Best Buy thì nó chuyên về điện tử, bán về tổng quát như là tivi, đồ máy, loa, đồ dàn karaoke, đồ gì đó. Nhưng mà ai mà muốn vi tính á, thì đi tới cái chỗ này, mình mới vừa thả người khách ngay đây. Ngay cái chỗ này đi bộ tới trường đại học MIT nó cũng gần. Tới đây gặp chú Dịch băng ngang đường. Để tiện đi ngang cái công viên này nè, ghé xuống đây quay cho các bạn thấy cái sự tiện nghi. Cái công viên ở đây là cái công viên công cộng. Công viên ở đây người ta có những cái đồ cho mình tới mình tập thể dục á, tập tạ đồ này kia. Ở bên cái bang của mình á, mặc dù á là đời sống nó cao, nhưng mà mấy cái bãi đậu xe ở trong những cái nơi mà công cộng như thế này nè, chỗ mình đang đậu nè, những cái công viên mà công cộng á, thì mình vô mình đậu xe miễn phí. Miễn phí. Bữa hôm nọ mình chở một cái ông khách người da màu mà bữa kia mình kể cho các bạn trong cái clip mà mình kể người da màu mình đi xuống Florida, đồ người dân ở vùng Đông Bắc Mỹ đi xuống với Florida nghỉ hưu part time, tức là nghỉ hưu mà chỉ có một mùa lạnh thôi đó, chứ không phải là về về hưu mà về nguyên năm đó. Thì trong cái lúc mình nói chuyện với các ông đó, mình cũng có nói lúc trước mình đi xuống thăm Florida đó, thì đi tới những cái bãi biển á, không có chỗ đậu xe, mình phải tốn rất là nhiều tiền đậu xe. Còn ở bên Boston á, mặc dù đời sống nó cao, nhưng mà nó tính mình các thứ trong trọn gói trong đó rồi đó. Đi tới những cái công viên như thế này nè, công viên như thế này nè, là mình có lối đi bộ, tập thể dục, đậu xe miễn phí rồi vậy đó. Ở đây cái bảng nè, họ nói nè, mình được quyền đậu ở đây 4 tiếng đồng hồ. Mình có công chuyện gì đó, mình tới đây mình đậu, đậu được 4 tiếng. Rồi bắt đầu mình đi đi bộ dài dài này, là lên
trên kia nó có cái cầu á. Hiện bây giờ mình đang đứng ở bên đây là quận Cambridge, còn bước mấy bước qua bên kia con sông cầu á, là bên kia là Brighton. Brighton lúc nãy mình không có dự định tới đây quay, nhưng mà tiện ở đây mình muốn cho các bạn chứng kiến thấy cái sự tiện nghi. Hiện bây giờ có rất là nhiều gió lạnh. Mùa hè mà tới đây không có chỗ mà tập thể dục luôn đó. Đó, đây là cái công viên nè. Người ta làm những cái tập tạ như thế này nè, cho mình ngồi lên mình vận động. Mấy cái này là miễn phí. Đó, sáng mà ai nhà gần ở đây á, hay là mình đi làm mình chạy xe ngang á, mình rảnh rỗi mình đậu xe vô mình tập thể dục vài ba phút như vậy đó, xong rồi mình tiếp tục mình đi đón khách. Những cái này nó cũng không có khác gì ở trong mấy cái máy tập ở trong mấy cái phòng gym mà mình đóng tiền vô hội viên á, còn ở đây là miễn phí. Ở đầu này có sân đá banh nữa nè. Ở cái bang của mình thì nó hiếm đất, nhưng mà hiến pháp là phải có 20% diện tích đất để làm công viên công cộng cho người dân. Ở dưới Dorchester gần nhà mình đó cũng có một cái khu tập tạ giống như thế này nè, nằm ở bên cạnh bãi biển Castle Island đó. Công viên công cộng. Giờ này á, mấy người ta đi vô cơ quan, công ty, người ta làm việc, học sinh đồ ở trong trường hết rồi. Với lại lạnh nó không có ai mà ra ngoài trời mà tập thể dục hết á. Dự báo thời tiết hôm nay có rất là nhiều gió. Rất là nhiều gió. Vòng vòng ở đây là mình đậu xe miễn phí. Miễn phí. Nè, ở đây có cái lối đi bộ nè, đi dài dài ở dưới mấy sông tập thể dục vậy đó. Rồi mình đi bộ tới cái cầu kia kìa, mình đi bộ qua bên kia sông á là quận Brighton, cũng là của Boston. Còn bên đây mình đứng bên đây á, bên đây mình đứng á là quận Cambridge. Các bạn thấy mình chạy cái xe, nếu mà ở bên Việt Nam á, văn hóa bên Việt Nam ai mà có ô tô á, có nghĩa là người giàu có tiền. Nhưng mà ở bên Mỹ ai mà nhìn vô cái xe mình là người ta biết mình là dân cặn nghèo nha. Mình chạy cái xe này là cái xe Toyota Corolla đời 17. Nếu mà người Mỹ bên đây á, người ta nhìn vô cái xe của mình á là người ta biết mình là dân, không phải là dân có tiền. Còn ở Việt Nam á, văn hóa Việt Nam á, ai mà chạy ô tô á là người khá giả. Không phải là mình động động là mình so sánh giữa Việt Nam với Mỹ, các nước trên thế giới so sánh với Mỹ không có cửa đâu các bạn. Nếu mà so sánh không có cửa đâu, mình vậy cũng muốn vạch ra những cái điểm mà cái ưu điểm, những cái khuyết điểm mà
nếu mà mình có điều kiện á, mình sống ở Mỹ á, là mình có một cái đời sống rất là huy hoàng. Những cái thứ mà người nghèo ở Mỹ có đó thì chỉ có người giàu ở bên Việt Nam mới có thôi. Ở bên Việt Nam mà các bạn các bạn muốn sở hữu cái xe ô tô là các bạn phải đóng thuế rất là nhiều. Cho nên nhiều khi mình nói chuyện, mình nói đi ra mấy cái quán cà phê đó, mình nói chuyện á, mắc dạy, mình phải bắt ngồi xuống, mình phải tư vấn mấy ông mà tối dạ không có nghĩ được. Thì khi mà mình nói chuyện trong mấy cái quán cà phê với mấy cái ông mà bạn uống cà phê, mình nói là đời sống ở Việt Nam cao á, thì lúc đầu á họ nghe thì họ, tại nào giờ họ sống ở vùng quê các bạn biết không, mò cá bắt cua. Cho nên khi mà mình nói cái đời sống vật chất ở bên Việt Nam cao á, người ta không có hiểu. Khi mình đưa một vài cụ thể ra, thí dụ như mình nói là ok bây giờ anh ở bên Mỹ phải không, anh bỏ tiền cho anh mua một cái xe cùng một cái đời, cái xe đó 20.000 đô la, cũng cùng là một cái năm một cái đời. Anh đi về Việt Nam anh mua cái xe cũng cùng một năm một đời, cũng y chang như vậy đó, mà ở Việt Nam anh phải trả tiền gấp đôi. Ví dụ như anh bỏ ra 20.000 đô la để mua cái xe ở bên Mỹ á, cùng một cái hiệu xe cùng một đời, ở Việt Nam là anh phải tốn tới 40.000 đô la. Thì khi mà mình dẫn chứng như vậy á, thì người ta mới ngồi, người ta mới nín lại, người ta mới phục đó. Rồi mình mới giải thích về cái vấn đề mà y tá đồ, những cái thiết bị đồ. Nếu mà mình ở Việt Nam á, đời sống nó cao á, là tại vì tất cả thuốc men, thiết bị y tế là đều nhập khẩu, đều nhập khẩu từ ở nước ngoài. Thì khi mà người ta chế thuốc ra để mà người ta trị bệnh, thuốc men á, người ta trị bệnh á, thì hầu như đại đa số là thuốc là người ta sản xuất từ ở bên Mỹ. Như các bạn thấy mà đợt vừa rồi cái cơn đại dịch á, cơn đại dịch đó, thuốc ngừa từ ở đâu ra trên thế giới cũng là của Mỹ phải không? Thuốc chích ngừa hiệu Moderna với lại Moderna với lại hiệu Pfizer đó, thuốc chích ngừa cao cấp đó cũng từ ở Mỹ về phải không? Rồi ở bên Việt Nam các bạn uống Tylenol, uống Advil, nói chung là các loại thuốc men, tất cả thuốc đều nhập khẩu. Còn mà mấy cái thuốc mà ở Việt Nam người ta mua mấy cái bản quyền á, thì cái đô của nó nhẹ lắm, nó không có trị bệnh. Thì ở bên Việt Nam người ta bán thuốc tự do, không có cần to, cho nên người ta phải, khi mà người ta mua cái bản quyền, mua cái tên á, ví dụ như người ta bán Tylenol, nhưng mà Tylenol đó sản xuất ở đâu? Sản xuất ở Hà Nội hay là ở Sài Gòn? Thì người ta bỏ, thay vì cùng một cái hiệu, cùng một cái lọ thuốc Tylenol nóng lạnh, nhưng mà ở bên Việt Nam á, người ta giảm cái độ, cái miligram á, người ta giảm xuống cái tịnh lượng á, với cái đô người ta giảm xuống. Cho nên người ta không có ngại để mà người ta bán. Các bạn nhớ, nhìn nhiều ông đi uống cà phê nói trời ơi Việt Nam mua thuốc uống hả, đâu có cần to bác sĩ đồ này nọ đâu. Mình bảo đảm với các bạn luôn á, gửi thuốc từ ở Mỹ về mà cùng một loại thuốc ở Việt Nam coi, ở Việt Nam uống không có hết bệnh. Mấy ông bác sĩ, mấy người y tá bên Mỹ người ta nghe mình nói là người ta đồng ý liền à. Thuốc lá, thuốc mà thuốc men ở bên Việt Nam uống nó không có hết bệnh. Còn ở bên Mỹ á hả, uống vô một cái là nó trị tận gốc luôn. Ở đây mình nói đó là những cái người nào mà có điều kiện á, mà người ta không có chịu đi qua bên Mỹ sống á, những cái người mà có thân nhân. Còn mấy cái ông mà nhà giàu ở Việt Nam là đưa con cái đi qua bên nước ngoài học hết rồi. Mình
có người quen ở bên Việt Nam á, đi qua bên Nam Hàn sống đồ vậy đó. Kể cả du học ở bên Việt Nam cũng vậy nữa. Đi qua bên đây du học xong, đi vô mấy cái công việc mà gọi là thực tập á, mấy cái công ty, mấy cái xí nghiệp mà người ta thực tập cho mấy cái em học sinh mới ra trường có bằng có cấp á, trả lương 60-70 ngàn đô la một năm. Có nhiều ngành nghề như làm cho Google, Facebook rồi đó, họ trả lương cả 100 ngàn đô la, trả lương cho dân du học đó. Không ai thèm về Việt Nam hết đó, trừ ra mấy cái em mà sinh viên du học mà không có tìm được việc làm ở bên Mỹ hay là ở bên Úc hay là ở bên Canada thôi. Cái môi trường sống á, các bạn biết không, cái môi trường sống á nó tốt. Còn mà đối với mấy cái người mà người ta bị sanh ra mà người ta có bị bệnh á, bệnh từ hồi lúc nhỏ, chẳng hạn như về ai mà mới sanh ra mà bị bệnh gọi là di truyền á, bệnh suyễn, bệnh tim hay là bệnh thận rồi á, sống ở Việt Nam á thì mau qua đời. Mà ở bên Mỹ á, có thuốc men, có bác sĩ á, nó kéo dài cái sự sống của mình. Ví dụ như bây giờ ai mà trong người á bị chỉ có một cái trái thận à, mình nói mấy người Việt Nam đi, bị có một trái thận à, thì ở bên Mỹ á, bác sĩ Mỹ nó giỏi á, nó có cách, nó có thuốc men, nó làm cho mình rồi nó đưa mình lên lịch trình rồi. Ai có hiến giống như là có người nào mà tai nạn xe cộ qua đời mà người Mỹ, người ta văn hóa của người ta đó, người ta tốt lắm, người ta tặng cho mình cái trái thận đó. Thì mấy cái người mà ở bên Mỹ mà bệnh nhân mà cần thay thận á, là chính phủ Mỹ á, mấy cái bệnh viện đó là họ lên lịch trình, đưa mình lên đăng ký tên mình lên theo thứ tự vậy đó. Nếu mà mình còn sống á mà tới cái thứ tự mình mà ai mà tặng một cái trái thận á, lỡ qua đời đó mà người ta hiến thận á, người ta chết người ta hiến cho một cái trái thận á, thì ở bên Mỹ á, bệnh viện á, họ cấy thận cho mình miễn phí luôn. Miễn phí luôn. Có một số người Việt Nam mình quen rồi, đứa người ta kể đó, được mấy cái người Mỹ á, người ta tặng cái lá gan luôn, cấy ghép lá gan luôn. Đó thì ở bên Mỹ á, nếu mà mình bị bệnh mà giống như di truyền mà mới sanh ra mình bị tim á, thì người Mỹ á, chính phủ Mỹ á, là sẽ cho mình đeo cái máy tim giúp cho mình. Nói chung là ở bên Mỹ á, nó đơn giản mình muốn nói á, là cái môi trường sống cái gì nó cũng tốt á, nó kéo dài cái sự sống. Còn ở bên Việt Nam không có đâu. Ở bên Việt Nam các bạn thấy không, chưa gì trơn á là chính phủ họ nói bây giờ là tạm thời họ không có mổ, tại vì họ bị thiếu thiết bị y tế đâu vậy đó. Té ra toàn là hàng nhập khẩu không mà, thiết bị y tế hàng nhập khẩu không mà. Nếu mà cái ông nghệ sĩ cải lương mà cái ông Vũ Linh đó mới vừa qua đời, nếu mà cái ông đó mà ổng được sống ở bên Mỹ á, là ở bên Mỹ á, người ta kéo dài cái sự sống của ổng dữ lắm, ít nhất cũng phải 10 năm. Các bạn biết làm sao không? Tại vì năm 2017 á, ổng bị chuẩn bệnh đó, là ổng bị mang bệnh, bắt đầu vô giai đoạn ung thư và giai đoạn đầu á. Thì từ bấy lâu á, ổng đâu có thuốc men gì đâu, đâu có thuốc men gì trị ổng đâu. Còn ở bên Việt Nam, ở bên Mỹ á, khi mà người ta phát hiện mình vừa bị ung thư á,
là bác sĩ gia đình của mình gửi mình đi tới những cái trung tâm mà người ta có máy móc, người ta thăm dò, rồi người ta ở bên đây người ta gọi là điều trị mà bằng phóng xạ đó. Nó trong cái ngành y tế y khoa người ta gọi là điều trị phóng xạ đó, người ta trị mình. Thì thay vì cái ung thư của mình á, là nếu mà không có thuốc men, không có bác sĩ giỏi, không có máy móc để mà theo dõi mình á, thì ở bên Việt Nam bác sĩ nói ô cái bệnh này anh chỉ có sống 5 năm mà. Nhưng mà ở bên Mỹ á, là nó kéo ra được thêm 5 năm nữa. Các bạn biết không? Nó kéo cái sự sống mình ra nữa với mình uống thuốc á. Mình uống thuốc á thì cái thuốc nó vô người mình á là nó làm cho mấy cái con mà ung thư á, mấy cái con virus, mấy cái con trong cơ thể mình mà nó làm cho mình ung thư á, thì thuốc men á một phần nào nó giúp mình. Còn không có thuốc á là mấy cái con virus ở trong ung thư á, ở trong cơ thể của mình á, là nó ăn mình nhanh, nó làm cho mình mau kiệt sức đồ vậy đó. Mà thậm chí á, có nhiều người ở bên Mỹ á, các bạn chị á, chị ung thư á, dứt luôn, hết ung thư luôn. Có một số người á, đó là do cái môi trường sống ở bên Mỹ. Còn mà những cái người nào, bạn nào mà không có điều kiện á, thì cái đó mình không nói. Mình nói những cái người nào mà có điều kiện á, có điều kiện mà họ từ chối đó. Còn những cái người mình nghĩ xa đó, người ta bỏ giàu của cải gì, tai tiếng ở bên Việt Nam, nghệ sĩ gì, người ta bỏ hết, người ta đi qua bên đây. Người ta không muốn cái lợi trước mắt, người ta nghĩ về cái tương lai phía sau. Khi mà người ta già lên á, đi ra ngoài mình hít thở không khí á, ở bên Việt Nam hay là ở bên mấy cái nước châu Á, không khí á nó không có trong lành. Nó không có trong lành thì nó làm cho con người ta dễ bị bệnh. Đó thì lúc nãy mình kể đó, mình đi ra ngoài đường, mình tỉnh tỏn, mình đi buổi trưa đó, mình đi uống cà phê đó, đi làm về ghé mấy quán cà phê ngồi uống, gặp mấy cái ông bạn Việt Nam ngồi nói khen ở Việt Nam rồi này nọ. Tại vì mấy cái người đó ở núi này trong núi kia, các bạn biết không, ở núi này trong núi kia. Nước Mỹ nó lớn lắm. Nước Mỹ tới 50 cái tiểu bang lận. Mình có nhiều cái sự chọn lựa. Ví dụ mình không có thích nhiều ông Việt Kiều kể cho các bạn nói ở bên đây tiết lạnh đâu. Thì nó cũng có những cái bang như là Texas, California nắng ấm quanh năm. Như cái bang Nevada, Las Vegas đó, Florida, Georgia. Có rất là nhiều cái bang nắng ấm mà thời tiết mà gọi là thời tiết nhiệt đới mà giống ở bên Việt Nam đó. Các bạn đi xuống Florida coi, bang Florida coi, trái cây hả, trái cây ổi, xài, mít gì, sầu riêng gì, nó không có thua, nhãn gì nó không có thua, nó còn ngon hơn ở bên Việt Nam nữa. Đó thì mấy cái người ở vùng lạnh đó thèm trái cây á, bay đi xuống những cái tiểu bang nắng ấm á, như Florida đó, mình đi xuống với mình ăn trái cây, ăn vú sữa, không có thiếu cái gì hết đó. Mặn cầu dai, mặn cầu ngọt, cái gì nó cũng đầy đủ hết đó. Chứ không thể nào mà đi về Việt Nam mà mình kể chuyện mà mình kể, mình dựa theo những một vài cái tiểu bang dùng cái tiết lạnh rồi mình dựa vô đó mình kể. Ở bên Mỹ có tới 50 tiểu bang lận. Ở bên Việt Nam á, cái gì á, họ cũng, chính phủ bên Việt Nam á, cái gì họ cũng đánh thế mình cao hết đó. Nhưng mà họ lấy cái tiền thế đó, họ không có phục vụ cái gì cho người dân đó. Không có xây công viên. Có chứ không phải không có xây
xây một vài cái để mà làm cho gọi là hình thức á, chính trị á. Chẳng hạn như ở bên mấy cái nước tư bản đi, ai có tiền muốn kinh doanh về nghĩa trang á, bán đất cho mấy người ta, tới người ta qua đời người ta tới người ta chôn cất á, mình đi hả, từ ở nhà của mình hả, mình chạy 5-3 phút là tới chỗ à. Còn ở Việt Nam có nhưng mà các bạn phải chạy tới 60 cây số. Ở Việt Nam mà muốn cái chỗ đẹp á, ai qua đời mà muốn mua một cái miếng đất mà quy mô mà chỗ đẹp hiện đại á, từ ở Sài Gòn á là phải chạy tới 60 cây số là mới tới. Tại vì vòng vòng ở Sài Gòn đâu có đất đâu. Cho nên á, mấy cái người dân Việt Nam á, đọc mấy cái tờ báo của đảng á, báo độc quyền của chính phủ á, thì các bạn mơ mơ màng màng. Nhưng mà mấy cái tờ báo đó họ đâu có nói cho các bạn biết 20 năm nữa là ở bên Việt Nam à, là nó sẽ bị ô nhiễm không khí hả, nó nặng lắm. Họ đâu có bao giờ họ dám nói. 10 năm, 15, 20 năm nữa là các bạn coi ở Sài Gòn coi, không khí nó ô nhiễm từ lưa tà le luôn. Cái môi trường sống nó khác á, ở Mỹ á, mấy cái nước giàu có nó khác hơn là ở nước Việt Nam á, là ở cái chỗ á, khi con người mang bệnh á, thì ở Việt Nam á là các bạn thiếu thuốc men, thiếu thiết bị y tế, thì cái sự sống của các bạn á, nó không có kéo dài. Thay vì các bạn sống được thêm 5 năm nữa, nhưng mà các bạn không có cơ hội sống thêm 5 năm nữa. Nói cái khác là vậy, ở chỗ đó đó. Còn ở bên Mỹ á là thuốc men đầy đủ, thuốc men đầy đủ, bác sĩ giỏi, bác sĩ có bằng có cấp rõ ràng đàng hoàng, không có phải là bác sĩ dởm. Nó kéo dài cái sự sống, cũng cùng là một cái loại bệnh. Chứ đừng có nói anh ở bên trời ơi, tưởng gì anh ở Mỹ anh cũng mang bệnh. Cái bệnh ở bên Mỹ nó khác nha các bạn. Cái bệnh ở bên Mỹ nó khác nha. Mình đi vô bệnh viện á là người ta lo lắng cho mình đàng hoàng, mình không có cần phải mà bị bỏ rơi. Không có cần phải bị bỏ rơi. Còn bên Việt Nam á, bệnh nhân á, người giàu vô á là họ đối xử khác nha các bạn. Người nghèo vô á là khổ lắm nha các bạn. Nghe. Ở bên Việt Nam á nó khác là ở cái chỗ đó. Kể cả mà tội phạm cũng vậy nữa. Cái thằng nghèo mà đi giết người á là nó ra nó bị xử. Bị xử chung thân. Còn cái thằng có tiền á nó cũng giết người. Nhưng mà nó ra nó chỉ lãnh án 3 năm tù thôi. Nghe các bạn. Đừng có tối dạ quá mà ở đó mà không biết thì lắng nghe mình nè. Mình tường trình mình chỉ dẫn ra những cái ưu điểm, cái khuyết điểm. Chứ đừng có nói mà mỗi lần mà mình đi ăn nhậu với lại mình đi uống cà phê, mấy thằng cha nội nói ở bên Việt Nam ngon ngon. Đúng rồi, ở Việt Nam ngon lắm. Ở bên đó nó có gái á, mấy cái đàn ông mê gái á, thì nó nói Việt Nam ngon. Còn mấy cái người mà người ta có con, người ta muốn con cái, con nhỏ, người ta có cái tương lai tốt, có công ăn việc làm, có một cái môi trường tốt,
ai cũng bỏ Việt Nam chạy hết á. Mấy cái em mà học sinh ở bên Việt Nam đó, đi qua đây du học đó, vừa ra trường một cái là người ta tìm được việc làm 6-700 ngàn đô, 6-70 ngàn đô la một năm, lương mà lương thực tập á, lương thực tập á. Còn mà ở bên Việt Nam á, nếu mà các bạn mà làm về bác sĩ nha sĩ, nếu mà các bạn làm về bác sĩ nha sĩ, cao lắm là các bạn chỉ sở hữu một cái xe, cái xe bèo giống như mình đang chạy thôi. Thì đối với mấy cái người mà nghèo bên Mỹ á, qua bên Mỹ á mà mình không được giàu á, mình là người nghèo á, tức là cái đời sống của mình á, kinh tế của mình á là nó ngang bằng với một cái người bác sĩ ở bên Việt Nam, phải không? Cao lắm là bác sĩ bên Việt Nam á, giỏi lắm là sở hữu một cái xe ô tô Toyota. Còn ở bên Mỹ á, mình đi làm cu li mình cũng có một cái xe Toyota Corolla. Cái văn hóa bên Việt Nam á là nó trọng giàu, nó khinh nghèo lắm. Mà đại đa số người Việt Nam của mình là dân nghèo không à. Mấy cái người á mà người ta ích kỷ á, con cái bảo lãnh qua bên đây người ta bỏ đi về Việt Nam, là mấy cái người đó ích kỷ lắm. Các bạn biết làm sao mà mấy cái người mà con cái mà bảo lãnh, mấy cái người Việt Kiều mà bảo lãnh cha mẹ rồi mấy cái người đó qua đây một vài tháng rồi nói tôi không quen rồi bỏ chạy về Việt Nam sống á, các bạn biết tại sao mấy cái người đó ích kỷ không? Hồi nào tới giờ đó là con cái bên Mỹ á, con cháu nó gửi tiền về nó cho, nó gửi tiền đô về nó cho hàng tháng, cho hàng năm, cho hàng tuần. Bệnh xuống á, ba mẹ Việt Nam bệnh xuống nó gửi tiền về cho đi khám bác sĩ trị bệnh. Cái khi mà bước qua bên đây nè, thì khi qua bên đây rồi con cháu nó nuôi, nó cho chỗ ăn chỗ ở, nó nuôi, nó không có gửi tiền, nó không có đưa nhiều tiền bỏ túi cho xài. Cái so sánh như vậy đó, nói ô hồi đó tao ở Việt Nam được tụi mày gửi tiền về, còn bây giờ tụi tao đi qua bên Mỹ rồi, tụi mày không có còn cho tiền của tụi tao nhiều như ngày xưa nữa. Cái cuốn gói đi về Việt Nam ở bển luôn, mấy cái người già đó. Trừ khi nào mà mấy cái người đó giỏi á, đi về Việt Nam sống á, đừng có nhận một đồng đô la nào của mấy cái người con ở bên Mỹ á, giỏi thì sống ở bển đi. Tưởng gì đi về bên Việt Nam sống á, Tết á, mấy đứa con ở bên đây, mấy đứa cháu bên đây, mấy đứa em ruột bên đây, nó gửi tiền cho nó cho. Các bạn thấy cái ông mà nghệ sĩ Vũ Linh không? Các bạn xem mấy cái clip mà ổng ở trong nhà của ổng coi. Các bạn nhìn cái môi trường sống của cái ông nghệ sĩ Vũ Linh coi. Ổng mà ở bên Mỹ mà ổng mà là người nổi tiếng coi. Nhà cửa của ổng hả là bậc triệu, lộng lẫy lắm chứ các bạn. Các bạn nhìn mấy cái người nghệ sĩ nổi tiếng ở bên Mỹ coi, các bạn nhìn những cái căn nhà của họ coi, có ai bèo không? Ca sĩ, nghệ sĩ ở hải ngoại toàn là nhà hả bậc triệu không à.
xe hiệu không mà. Còn mà nhìn cái cảnh sống mà nhà cửa của cái ông Vũ Linh đó, các bạn xem, nó chỉ bằng một cái người nghèo ở bên Mỹ à. Mặc dù là ông Vũ Linh á, ông sống giản dị, ông là người dễ gần gũi, nhưng mà đối với cái tài của ông á, cái công cái cán của ông á, là một cái người mà gọi là ở Việt Nam mình gọi là sao á, siêu sao á, siêu sao bên ngành cải lương á. Mà nhìn cái đời sống nhà cửa của ổng coi, nhìn cái giường ngủ của ổng coi, nhìn cái chỗ ổng ở coi, mấy cái clip mà con cháu của ổng quay đó, chỉ có bằng mấy cái người nghèo ở Mỹ thôi à. Mình nói người nghèo là mình nói lịch sử á, chứ nếu mà đúng nói sự thật ra còn thua mấy cái người nghèo ở bên Mỹ nữa. Ông đó mà ông đi qua bên đây hả, ông chỉ cần cuối tuần á, ông đi chạy show ở trong mấy cái sòng bài á, ca một bài bên đây á, là bèo gì bèo, mấy cái sòng bài casino nó trả cho 1.500 đô la. Trung bình mấy cái người ca sĩ bên Mỹ là người ta chạy show á, mỗi một bài ca cho casino là trung bình là 3.000 đô la cho mỗi một bài ca. Việt Nam á, nó làm cho mình, cộng sản nó tuyên truyền, nó làm cho mình có cái cảm giác như là mình sống ở Việt Nam á, nó thoải mái, không khí đồ nó mát mẻ, nó ấm đồ này nọ. Nhưng mà trên thực tế á, nó không phải như vậy. Nội mà cái đường đi bộ mà vỗ ngực xưng tên, nói đây là thủ đô Hà Nội, thủ đô Sài Gòn, mà không có cái đường đi bộ cho người ta. Chỉ có một vài đoạn ở trung tâm quận nhất, đường Nguyễn Huệ đồ này nọ, để mà làm cho khách du lịch nó đi tới đi lui, có hình thức thôi. Chứ mà trên toàn quốc cái Việt Nam đó, đâu có cái đường mà để cái lối đi bộ cho người ta. Rồi ở bên Việt Nam á, mình đi xe đó, xe ô tô á, đi tới mấy cái cửa hàng 7-Eleven hay là thực phẩm rồi vậy đó, nó cũng chả có cái bãi đậu cho mình nữa. Có một vài nơi ở trung tâm thì mấy cái shopping mall của Nhật á, Aeon á, thì nó làm cho mấy cái hầm đậu xe đồ. Ở bên Việt Nam mà các bạn đi tới thăm bà con ở hàng xóm đi, bắt tài xế nó ngồi ở ngoài nó canh xe chết bà tổ luôn, đâu có cái bãi đậu cho cái xe đâu. Giống như ở bên Mỹ nè, mình nói ok quất ta chạy qua nhà mày đó, ta chạy xe qua nhà mày đó, mình tới trước cửa nhà bên Mỹ á là có cái chỗ cho mình đậu xe. Ở Việt Nam á, cái đường không á là nó đã chật hẹp rồi. Có nhiều người bày đặt binh nói Việt Nam đâu có đất đồ, người đông sao không có. Có bao nhiêu đất mẹ nó bán hết cho cái bọn Tàu rồi. Thay vì những cái mảnh đất đó nó để nó quy hoạch, nó giúp đỡ cho người dân, nó đem ra nó xây xí nghiệp, nó làm công ty hãng xưởng, bán cho mấy thằng Tàu hết mẹ nó. Còn đất ở đâu nữa mà phục vụ cho người dân. Đó, giống như mình nói vậy nè, chỗ mình vừa mới đậu xe vô đây nè,
đó, mình chạy tới nhà hàng bạn cái là có cái chỗ cho mình đậu xe rộng rãi thoải mái quay lòng lề đường. Còn ở Việt Nam á hả, đi đâu á hả, tài xế nó ngồi ngoài nó canh, ok anh Quốc đi vô ăn uống cà phê đi, còn thôi mà tài xế mà mình mời tài xế nó vô nó ăn chung với mình á, phải mướn cái người mà đi tới giữ cái xe, nó giữ xe giùm mình, chứ đâu có cái bãi mà đậu cho mình thoải mái tiện nghi như bên Mỹ đâu. Mấy cái ông già mà về Việt Nam mà mê vợ trẻ đó, tối ngày úm ở trong nhà không, đâu dám bước ra đường, đâu dám bước ra đường. Có nhiều ông hả, về Việt Nam sống làm ăn cho đã, phá sản bị vợ con bỏ, chạy về Mỹ lang thang. Như cái ông nội gì mà Trần Trường đó, ngày xưa đó, cũng làm hùng làm hổ lắm, ổng là cũng Việt Cộng nằm vùng ở bên California đó, bị cái tụi cộng sản nó tiên truyền tưởng ngon lắm, phản bội đồng bào cộng đồng ở đây, treo hình Hồ Chí Minh đồ cờ đỏ sao vàng, rồi ai về đâu về Việt Nam, qua bên đó hả nuôi cá nuôi tôm gì đó, bị cộng sản hả nó hắt hủi, bò cái đầu trở về Mỹ đó. Các bạn muốn biết mà ở Mỹ ở Việt Nam ngon á, đi hỏi mấy cái người đó đó, những cái người mà có bị cái cảnh đó đó, những cái người mà đi bỏ đi về Việt Nam mà làm ăn xa cơ thất thế cuối đời đó, ở Việt Nam có giúp cho họ không? Cũng giống như mấy cái người bạn của mình vậy đó, có bao nhiêu tiền nó gửi về Việt Nam đầu tư về bển cho em cho Úc hết, cái đụng chuyện ở bên đây kẹt tiền cạo gió rồi đi nhờ người bên đây, cái mình nói, mình nói giỡn với bà xã mình nói đó đó, con nhỏ con A con B đó ở hàng xóm đó, sao nó không giỏi thường thường mà nó khoe nó đi đám giỗ đúng rồi nó gửi tiền về Việt Nam nó cho nhà cho tùm lum hết, mà sao bây giờ nó cần sự giúp đỡ mấy cái người ở Việt Nam không bay qua giúp nó đi, nó cần cậu gió nó phải nhờ em. Các bạn hiểu mình nói không? Ngu chừa chỗ cho người ta ngu chứ. Đó thì sáng thứ năm trên đường đi làm về, vừa đi vừa lái xe quay cảnh giải trí đến với tất cả các bạn. Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe. Xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày thật là nhiều mạnh khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn tất cả các bạn lại trong những clip kỳ sau.